Đây anh em ạ, đào xong một cái giếng, giờ đây là mạch nước. Mạch nước nó chảy rất đều xung quanh luôn. Quay kỹ cho anh em coi. Đây đây, đó mạch nước đây anh em. Đây bên này này. Đó. Ok chưa? Đây, mình này là lớn nhất. Ok.